So, what did she say? So she said that it'd be great. It's great that you did it to come here because they don't know how to build a greenhouse, but what they know how to do is use the plants once they've grown it, and now they've been taught to sell it also. Mm-hmm. So it's for the well-being of just not her family, but for the whole community and the children. And how many people do you think in your community will benefit some way from the greenhouse and the garden? Mấy người cộng đồng xài hết mấy cái trồng cây này. Mà mình làm xong á, nó xây xong á, giờ như sao nó làm tốt hơn á, rồi mấy người ăn được. Điều tải này chắc cũng tháng mấy mới có ăn được. Dạ, mà nó không phải tháng mấy là bao nhiêu người ăn? Không biết bao nhiêu người ăn nữa. Là cộng đồng của mình là mấy trăm người vậy? Rồi trong cộng đồng mình là nếu mà tính ra mới có 70 mấy trong cộng đồng là tụi trẻ thì nó riêng. Yeah. So there's 77 elders that really want the medicine that they don't have to pay for anymore, but then they can also sell. And she said for the children it's endless. So it'll be this generation and the next generation, so that count will never end. So Ba, let me ask you one last question. What do you think when you see 5, 6, or 8 foreigners coming in here, sweating every day, working, doing the same work your community does? What do you think about that? Anh hỏi là bác thấy là có mấy người Mỹ qua, người nước ngoài, mấy người nước ngoài qua làm việc này giống người làm việc người Việt chứ? Là bác thấy sao? Nghĩ sao? Thấy bên Mỹ qua thì thấy làm giống như là để làm cái cách thức để về bên đây đặng bên trong cộng đồng để học hỏi theo. Yeah. Nhưng mà chồng ở đây thì không có kỹ thuật này đâu, đâu yeah. có đâu làm có công dữ đâu. Yeah. Yeah. She says it's not difficult work, but when she sees you working alongside us, that you are Vietnamese also, you are part of our community, and it's not just this community, it's a big community. It's very nice. Thank you. We appreciate your welcoming us to your community. Là rất vui là vô cộng đồng của mình làm, muốn là làm chung nhau. And can you tell me your name, Ba? Tên của bà. Tên thì Trần Thi Đầm. Trần Thi Đầm. And how old are you? 64 tuổi. 64 tuổi. How much? 64. Oh, 64. Còn trẻ. Okay. So young. Yeah. Như thế thì còn. Còn mắng cái gì mạnh nhẹ thì được, cô còn nặng thì nhắm mắt. Yeah. She says she's maybe young, but she's not that strong. Yeah. Come on. Come on.